Rồi ha, tất cả các bạn ha, rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách là làm USB boot cực kỳ nhanh luôn các bạn ha. Rồi trước tiên là mình sẽ có một cái có sẵn luôn. Đây mình mở cái USB boot, bạn mình trước tiên bạn coi cái tính năng của nó trước đi. Đây cái USB boot mình làm ha. Cái USB boot này do tại vì do mình cập update rồi, nhưng mà tại do mình làm biến sửa cái nền á, thì do nó vẫn để là tháng 9 năm 2015 luôn rồi ha. Ở đây thì nó có rất rất nhiều cái phiên bản, ví dụ nào là Iron Boot nè. Đó, Iron Boot. Star Iron Boot 1.6 10.6 ha. Tại sao mình giữ phiên bản này, thực sự thì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Nó còn có một số phần mềm có bản quyền rất là tốt. Như là ví dụ như phần mềm này đây. Ví dụ như Hack Tool ha. Phần mềm mà tại mình chỉ đa số cái này nó nhiều chứ bạn sử dụng có một vài cái thôi các bạn. Nó tập hợp rất là nhiều, nhưng mà bạn sử dụng một vài cái phiên bản này là tương đối mình thấy được, thấy là rất là chuẩn các bạn ha. Nó có cái phần mềm nè, HDD Regenerator nè, cái phần mềm là 1.7 có sao nha. Đó là cái nó có thể là test xong rồi nó sửa chữa cái lỗi của cứng mạng luôn. Do đó thì hiện nay là lâu là bạn xài là gặp rất là nhiều cái lỗi khi mà chơi game, là những ổ cứng này thông thường xuyên lỗi, là bạn thường xuyên là bị lỗi của Win mà bạn không biết nguyên nhân tại sao. Đó là cái nguyên nhân là mình lỗi setter mà mình không biết. Ví dụ bạn chạy thời gian bạn chơi Liên Minh một thời gian, sau đó thì bạn khi bạn thử lấy cái đây mình sẽ thử kiểm tra thử, là sử dụng thử phần mềm cho bạn coi nè, nó bị lỗi, mức độ nó lỗi như thế nào ha. Nè đây mình chỉ ấy OC cho bạn coi ha, phân tích OC về cái phần mềm mà refactor mình cái đĩa lại, sắp xếp cái đĩa này bị lỗi nè, bạn coi nè mức độ nè. Đó mà không rất là nhiều ở đỏ hay không đó. Đó đây là những cái dấu hiệu, là nói chung là nó chỉ thật sự cái này nó có thể sửa được từ cái này. Tuy nhiên thì trong quá trình đó rất nhiều bạn chơi một thời gian là chắc chắn những cái sector đây hay là những cái ấy là nó sẽ có những phân mảnh ổ cứng, đây hiện tượng phân mảnh ổ cứng thôi, màu đỏ thôi. Đó là mình cho mình coi đó, thì đó là hiện tượng phân mảnh. Thì sau một thời gian bạn chơi, bạn cần nên refactor mình lại và bạn nghĩa là sắp xếp để cho nó không bị phân mảnh ổ cứng thì nó tốt hơn. Và tuy nhiên thì trong quá trình copy chép gãy file đó thì cái lỗ cứng của bạn sẽ sinh ra cái lỗi là lỗi setter, gọi là bad setter các bạn ha. Đó thì do đó thì cái phần mềm này là cực kỳ hữu ích nha. Đó có những lúc mình cài Win mình lỗi liên tục, và đó mình làm nó một cái là như hết liền. Đó ok, là tại sao mình vẫn giữ những phiên bản qua đó thì có những cái phần mềm còn rất hữu dụng đó. Ví dụ như phần mềm God cũng có trong đây luôn. Đó ok bạn, đó là mình chia sẻ tại sao mình giữ nó lại nha, nó rất là chuẩn. Thế đó bạn đừng nghĩ là nó còn lâu, nó lỗi thời, không có đâu. Nó tại vì do phiên bản nó chuẩn rồi, nó ra tới đó là nó không, người ta không có ra tiếp phiên bản khác nữa bạn ha. Chụp cái mục tiêu rồi. Ủa. Bỏ lại đây. Rồi. Đó là cái Iron Boot ha. Này là BCD Iron ha. Đó BCD Iron là chắc bạn cũng lên mạng tìm mà bạn biết cái này, rất nhiều phần mềm trong đây. Đó rất nhiều phần mềm bạn muốn sử dụng công cụ khác nè, đó rất nhiều công cụ đây ha. Đó bạn muốn sử dụng cái công cụ nào bạn sử dụng rất nhiều đây. Đó. MS-DOS nè, DOS nè. Đó. MIDI USB, bạn thích sử dụng công cụ thì tại mình tập hợp cho nó đủ thôi, chứ thật sự cũng ít ai sử dụng hết lắm. Nói chung mình sử dụng tập hợp cho bạn thấy cho ấy thôi. Rồi ha. Rồi tiếp theo đó là phần mềm mà chúng ta hay sử dụng nhất, đó là Godwin ha. Là phần mềm God, nọt trong God là chúng ta không thể không biết ha. Rồi cái phần mềm chia cắt ổ đĩa, tại vì nó có nằm trong đó rồi. Tuy nhiên thì mình đưa ra cái phần hòa cho nhiều lúc cái những cái là mình thường xuyên sử dụng thôi. Đó là những cái này đó, Acronis Director ha, 12 cái phiên bản này. Nói chung là cái thằng này việc chia cắt ổ đĩa rất là chuẩn nha bạn, cực kỳ hay nha bạn. Đó tiếp theo là cái bộ cài Win ha, đó cài đặt Win XP 32 đó, bấm vô cài đặt nó sẽ cài đặt thôi. Do tại sao cái ổ cứng của mình nó, tại vì do cái này là cái ổ ảo nha, mình làm thử thôi, ổ ảo đó, cái ổ ảo
Cho đó thì bạn cài Win cho nó không được đâu. Bạn phải đút vô cái ổ cứng USB thiệt á thì mà bạn mới mới cài Win được ha. Đó. Đây, đó, này nếu ai thích USB 32 bit á thì cứ cứ cài ha. Còn tiếp theo mình có bộ cài Win đây, nó tập hợp tất cả luôn đây, bộ cài Win 7. Win 7 IO này là tập hợp cái Win 7 32 và 64 bit luôn nha bạn. Tương tự Win 8.1 IO là bao gồm là Win 8.1 32 bit và 64 bit luôn. Tương tự Win 10 cũng vậy, 32 64 bit luôn. Đó, bạn nào thích cài Win thì cứ việc click cài thôi. Do tại sao mà cái ổ cứng của cái cục USB của mình này tầm khoảng 20GB các bạn ha. Đó. Rồi. Tiếp theo đây là những cái mini window. Mini window là những công cụ mà cái dụ nhiều lúc bạn trước khi cài Win nhiều lúc bạn không vô Win được thì bạn sử dụng mini window này. Bạn có thể vô những cái vô là lấy lại những dữ liệu, ví dụ như thế gì mình chép một tập tin nào quan trọng ở trên ổ C đi mà giờ vô Win không được thì chỉ sử dụng cái mini window, hoặc là vô trong mình đã sẽ sửa cài đặt được mọi thứ. Mình có tập hợp dùng Win 7 nè, Win 7 BE 3264 bit ha, đầy đủ hết. Win 8 ha, 3264 luôn, và Win 10 3264 luôn. Bạn muốn sử dụng bất kỳ phiên bản nào bạn sử dụng ha, nó rất là tiện. Đó, đó, đây đây, tiếp theo đó là cái công cụ cho ổ cứng mình đây. Đó, đầy đủ hết đây, những công cụ đây. Partition Assistant Pro, cái này là nổi tiếng rồi ha, họ biết rồi. Partition Wizard là cũng nổi tiếng, không em nói chung là những ai mà thường xuyên cài máy là những cái phần mềm này không phải không biết ha. Mac Edit ha, đó, Partition Magic Magic Pro nè, đó gọi là Book Magic á, phần mềm ngày xưa là cực kỳ nổi tiếng. Phần với phần mềm này thời gian đầu là nó là thời gian tiên phong trong những thời gian đầu trong vấn đề về việc cài Win hay là chia ổ đĩa này, là đây là nó là những thời gian đầu đây nổi tiếng của nó. Nó hay gọi là Book Magic á, đó là phần mềm cũng rất là nổi tiếng ha. Đây phần mềm xóa đĩa, copy đĩa ha, đó rồi đó nè. Đây cũng đây là cái bộ công cụ cài Win 32 ha, mình đưa ra ngoài đó. Còn đây là cái bộ để fix lỗi cho NTL, nói chung là cho cái Windows USB á. Nó thường thì Windows USB khi bạn vào thì nó hay bị lỗi này, do đó thì chỉ cần bấm enter cái là tự fix lỗi cho USB thôi. Mà giờ mình nghĩ chắc USB ít ai xài ha bạn ha. Tuy nhiên mình vẫn để nó đó, nhiều lúc cũng có rảnh xài USB dọc sướng lắm nha. Hồi xưa mình nhớ mình xài USB dọc cực kỳ sướng luôn bạn, giật dọc sướng lắm mình hả, thay đổi đủ thứ được, làm sướng lắm. Rồi đây tiếp theo là cái chương trình dịch vụ Bitdefender ha, là có nghĩa là nhiều lúc bạn lỗi cái Win đó mà bạn muốn mà giữ lại cái Win để vào luôn hay gì đó thì bạn có thể sử dụng Bitdefender bằng quét ở ngoài ha, có nghĩa là mình quét ngoài dot á. Đó, tiếp theo là cái công cụ này cực kỳ hot nha bạn, đây Reset Path User. Đó, Win 7, Win 8, Win 10 luôn. Đó, đó 7, 8, ôi mất chữ 10 rồi. Đó, Win USB 7, 8, thấy không? Cái này bạn có thể là ví dụ như khi bạn quên password hay giờ bạn có thể reset lại nó, bấm Enter cái bạn có thể reset ha, reset lại. Đó, có nghĩa là bạn khi bạn quên cái path để đăng nhập vào cái máy tính đó, bạn click đây reset lại ha. Đó, đây là những công cụ gần như là nói chung là hầu hết như đầy đủ những tính năng hết bạn cần thiết để bạn cài một cái Win ha bạn ha. Đó, đây thì click đây cái boot vào ổ cứng thôi, con này là restart lại, con này là sit down ha. Đó, rất đơn giản đó. Ok, đây là cái bộ cài Win của mình, đó đầy đủ. Đó, rồi bây giờ thì việc cài như thế nào, cái tạo USB như thế nào, rồi ok giờ mình ha. Rồi đầu tiên á, bạn sẽ tải cái phần mềm này về cho mình. Thì chút một chút á, bạn nào tải mình sẽ để cái đường link. Đó, bạn cứ để comment đi, mình gửi cái đường link xuống cho bạn tải thôi. Đó, bạn tải về. Đây. Rồi đầu tiên bạn phải cài, bạn tải cái phần, mình sẽ để đường link cho bạn tải cái phần mềm Acronis Chuimay ha, ISO. Cái ISO sau khi bạn tải về thì đơn giản lắm, thì bạn chỉ click chuột phải bạn mở lên thôi. Rồi nếu bạn có Ultra ISO thì bạn cài vô, còn có nếu bạn nào xài Win 10 á thì không có cần, chỉ cần click đây cái mau mau ra cái ổ cứng, nghĩa là
tạo một một cái ô ảo ở đây thôi, lít chuột phải nè, bằng cây chơi show vô bằng lít nó chuột phải, chọn chơi show, chọn mau OF nè. Đó thì nó sẽ ra, nó ra chờ xíu, nó đang đang hiện ra đó, chọn ô DCD á mọi người, đây nó ra thấy không đó. Rồi bạn chỉ cài đặt cái phần mềm, nó dễ cài, bấm bấm ok cài đặt, mình có cây sẵn nè, đó có cây sẵn, bạn chép chép vô, nếu mà nó hỏi bát thì chọn khỏi cây thì cứ chép cây vô ha. Đó cài đặt rồi ok. Rồi tiếp theo đó là cái file, cái quan trọng là cái file USB của mình đây, thứ hai là cái file USB đây, thì chỉ có tại cái đây là mình tạo rồi, do đó mình gót lại, giống không phải gót mà là giống như mình backup ở lại, backup lại thì mình thử như phần mềm thì chỉ có phần cái phần mềm của cái thằng thằng này là ok nhất các bạn, chỉ có thằng thằng đây Acronis Chuimay này là có thể là mình có thể là gót luôn cái hệ thống boot boot ẩn của USB luôn các bạn, do đó thì chỉ có nó mới có thể là backup lại và bạn xài giống như một cái gót win vậy đó. Này hay lắm, do tại sao mà mình sử dụng cái Acronis Chuimay này. Rồi đó thì là cái file này, cái file này tầm khoảng 19-20GB, bạn dự trù 20GB đi. Mình nói mà nghe hiện nay là đa số USB tương đối khá rẻ bạn ha, do đó thì đa số hầu ai người ta xài USB tầm khoảng 32GB không à. Nó tiện là chỗ nào, nó tiện là chỗ bạn nhiều lúc bạn xài bằng cái USB bằng boot không, nó chưa có ví dụ bạn giờ bạn nói ví dụ nó chỉ xài cho máy tính mạng thôi, bạn nói ví dụ bạn cầm USB này bạn đi qua nhà một người bạn mình đi đó, vô tình người nhà bạn hư máy tính thì sao, mình chỉ có USB boot mình đút vô. Tuy nhiên thì những cái bạn nữ mà thường thường người ta xài cái máy tính nó ít nào khi nào người ta biết cái cách gót lắm đó. Do đó nếu mà bạn xài USB ít đó, thì bạn chỉ có hai boot vô thôi, bạn chẳng có gót lại được hay sửa chữa máy tính gì được đâu. Tuy nhiên thì hiện nay USB nếu 32GB thì bạn có thể là để một vài cái file gót trong đó đúng không ạ, ngoài tính năng boot rồi cài win vào là mình có để thêm được vài ghi một hai cái file gót trong đó. Đó ví dụ mình cài sẵn, mình tải là bạn cài sẵn á, cài sẵn đó, ví dụ khi mà bạn của mình cần lỗi với mình cái gì mình sử dụng USB mình gót ngay trên USB luôn, trong vòng khoảng 15 phút, nếu máy bạn 15 phút bạn chạy nhanh, cực kỳ nhanh đó, rất là nhanh, rất là tiện ha. Hay là bạn đi đâu đó bạn dần đem một cái USB thôi ok bạn không, tiện. Rồi thì đầu tiên thực hiện như nào dễ lắm, rồi đầu tiên USB này ha, đó đây USB mình đây. Rồi đầu tiên bạn chỉ lít chuột phải một format cái USB, bạn phải cắm USB vô trước nha. Rồi cắm USB vô bạn lít chuột phải đây, bạn format nó đi, rồi format ha, cho mình tháo ra đã, tháo này mở quá trời. Rồi rồi bằng format ha, bằng format chế độ năng được, bạn muốn FAT32 bạn nên bạn xài mà USB mà tương đối 32GB tương đối cao thì bạn nên để chế độ NTFS nha, tại vì khi bạn để chế độ NTFS á thì bạn sẽ chép được những file gót vô, còn nếu trường hợp bạn để chế độ FAT32 á thì những cái file gót lớn trên 4GB bạn không có chép vô được, nó chỉ chép dưới 4GB thôi ha. Đó do đó thì bạn để NTFS bằng format. Tuy cái chế độ NTFS thì boot hơi khó nhưng mà mình nó lại tiện dụng cho mình, có thể sử dụng đa năng hơn đó. Còn cái này là cái tốc độ đọc của nó, bạn muốn USB mình đọc cao thì cứ để cao thôi, nhưng mà nó chiếm khá nhiều không gian của mình, nói chung tầm vẫn này là ok rồi. Rồi đó bạn chỉ cần có thể format nhanh đó, format nhanh thôi đó, format nhanh đó, rồi format nhanh. Bạn mua USB 32GB chứ thật sự chỉ có khoảng tầm 29-30GB trong đây thôi. Rồi bạn chờ xíu để nó format nha. Rồi vậy xong rồi đó, rất là nhanh rồi bạn ha. Rồi ok. Rồi đó, vậy USB mà trở thành USB trống rồi bạn ha. Format bình thường rồi, đó USB trống ha. Không có gì ở đây rồi, ok bạn. Rồi sau khi USB trống rồi bạn mở cái Acronis Chuimay lên đó. Rồi hồi nãy là bạn bạn tải cái file mà backup của USB về đúng không ạ. Rồi bạn giờ bạn mở lên, bạn lít chỗ này ha,
nhớ cho nhà nhà rồi lịch cái này nó động là add cái file backup đã được tồn tại nè. Đó, rồi bạn chọn cái đường dẫn của cái file và bạn file USB boot á chấm tiếp này nè, bạn tải về. Đó, bạn tải về. Đó, rồi đây. Đó, bạn tải về file này ha. Đây, tại vì mình cũng có làm một cái USB boot nữa cho một cái ổ HDD của mình á, cái ổ mà gọi là ổ cứng di động của mình á, 160 GB lận. Do đó thì cái bộ này nó đẹp hơn. Đang chút mình ấy, mình gót cho bạn coi. Rồi hồi nãy cái bạn kia, giờ mình có thử cái bộ này đi ha. Cái bộ thử 32 GB này đây. Ồ cái kia 28 GB biết đủ không ta? Cái kia kệ ok, cái ổ cứng di động mình tới 150 GB lận. 160 GB lận. Ở đây có 28,7 ha. Sử dụng 90 MB. Cái USB này không có đủ ha. Này chúng mình cần tới 30 GB lận. Thôi rồi mình gót cái 19 GB đi. Đó thì sau khi bạn add vô ha, add vô. Đó thì add USB vô rồi. Sau khi add vô bạn lít lít chọn USB luôn, lít chọn USB ha. Rồi lít chọn USB. Đó thì bây giờ mình lít chọn thì nó sẽ hỏi mình là lít chỗ này. Nên nó sẽ hỏi bạn là mình chuẩn bị mình backup cái file này vô đâu, thì bạn lít cái file này. Lít vô. Rồi đó. Thì đó thì bây giờ là mình bỏ mấy ổ ổ đi. Cẩn thận nha, cái thao tác này bạn nhớ theo dõi từng bước cái thao tác của mình nha, để mình làm sai bước là nó nguy hiểm lắm, nó có thể lỡ như lúc bạn bạn chọn những cái ổ này nè đó, một khi mà bắt trọng này nó bung tùm lum vô cái những cái ổ cứng mình hay là những cái ổ điện của mình là nó rất là phiền phức ha, nó tùm lum hết trơn như một đống rác á. Rồi hay không, bạn thấy USB trong cái file này nó chia làm hai phần không đó, một phần phải ẩn nè đó. Nó thể tại USB cái phần mình làm nó có thể là boot vô cái chế độ UFI NTFS luôn ha. Đó, một hai là cái phần data của nó. Đó, giờ bạn check vô cái ổ USB của mình đây. Đó, để USB mình cắm vô cái ổ USB mình Toshiba ha. Rồi click ok thôi. Thì sau đó bạn chuyển qua tab recover ha. Rồi, ở bên đây bạn chọn vô My Computer ha. My Computer nha. Đó chọn My Computer, bằng chọn oxy đó, đây là cái ổ này nè, không biết sao nó đặt tên là oxy thôi. Rồi ok, rồi bạn chọn bấm tiếp theo là net net ha. Rồi ở đây là từ cái nguồn từ oxy là từ cái cục này nè đó, qua mô tả bạn chọn group ha, bạn group đó. Rồi group group thì bạn chọn tới cái ổ USB thôi, đây này USB để bấm ok một cái đó, nghĩa là từ cái nguồn từ oxy sang chỗ n ha. Đó, rồi ok. Còn nếu mà bạn lựa chọn, bạn muốn lựa chọn là rồi. Đó, sau khi bạn bạn chọn chọn từ oxy qua n xong ha, bạn bấm recover ha. Đó, recover now. Rồi đó, nó đang chuẩn bị nó chép từ USB bạn. Từ cái file tiếp này nè, OG nè, trong OG nè. File chấm tiếp này đi qua cái ổ ổ USB mình ha. Đó rồi bây giờ rảnh thì bạn cứ lên xuống rồi đi uống cà phê hay chơi game gì đi đó, rồi đó mình thích mồ hỗ trợ, nó không biết đến hỗ trợ đâu, cho tôi hỗ trợ trời, hỗ trợ quýnh con gì trời. Nó đánh mùa nè, đánh ai trời. Rồi sẵn đây mình giới thiệu cho bạn cái bộ thêm của ổ cứng di động boot của mình ha bạn ha. Ok bạn, mình cho bạn xem. Nó là mấy cái thêm của cái USB boot mình ha. Đó, menu Google. Đó. Trong thêm CC thứ 2 nè. Đó, cái menu chính nha. Đó, này menu chính. Đó. Tiếp tục ra đây. Đây, menu 3. Đó, có menu 3, menu 4, menu tiếng Anh, menu tiếng Anh của menu chính của Google cũng đó thôi mà. Đó, hình thường không? Để nó đi đi đi, nó xóa cái chữ này nha. Nó chạy xóa chữ, dưới có cái đồng hồ, bạn heo ở dưới có đồng hồ. Giờ hiện tại là 16 giờ, 4 giờ chiều, 18 phút. Đó, cái thời gian đếm ngược nó sẽ tự chạy mà.
ông cũng lên nữa, mình mở lại cái thanh đấy. Mở lại nó cho nó xóa mình, con dịch này nó chạy vòng nó xóa mình, mở nha. Và xả nè. Ghê không, là xóa co lại, mở lên coi xóa nè, xóa. Quá đã quá đã, ghê con dịch nè. Đồng hồ ok. Nào mình ra menu ha, menu tiếp theo đấy ta, gì nữa ta, ra menu go to menu rồi. Đó, đây là cái giao diện của Vbook mình Google 4 dot nha bạn. Đây rồi đó, thì phần mềm của mình cái Vbook mình tích hợp khá nhiều công cụ rất là khá đầy đủ rồi ha. Thứ nhất là ngọc tông God nha bạn. Đó, thematic God ha. Bản phiên bản God ha. Một cái Win 10 BE64, cái thằng này được tích hợp từ cái thằng Hyrun nha bạn. Ở trong đó nó khi mà vào Windows BE10 này nó có rất nhiều công cụ của thằng Hyrun tích hợp trong đó các bạn ha. Rồi cái bộ Hyrun Boot CD chuẩn 10.6 thì cái thằng phiên bản này là phiên bản chuẩn nha các bạn. Trong đó nó có cái phần mềm mà là phần mềm mà sửa lỗi ổ cứng nó bị Bethesda bạn nổi tiếng mà có phần sửa chữa luôn nha, cái phần mềm là Regenerator, đúng rồi, Regenerator đó là phần mềm đó. Đó là bộ chuẩn hay không. Ở đây còn công cụ quản lý thì nó có rất nhiều cái công cụ ha. Mình vô công cụ quản lý ha. Đây công cụ quản lý của mình đây. Công cụ quản lý mình có cái mini tool partition các bạn biết ha. Rồi cái phần AOMI partition assistant ha, cái phần mềm cũng rất là nổi tiếng, sử dụng khá tốt những phần mềm. Nói chung là mình sử dụng những phần mềm mà nó chuẩn thôi, sử dụng qua tốt ba clip các bạn. Những phần mềm mà sử dụng là việc mà chia cắt ổ đĩa cực kỳ tốt luôn ha. Thứ tư là cái phần mềm mà Partition Magic Pro ha, cái phần mềm này chắc chắn là cũng rất là nổi tiếng trước đây ha. Rồi đó là cái hai là mình tích hợp luôn cái bộ DLC Boot CD 2019 không, cái bộ này là giống như cái bộ Hyrun Boot nha các bạn, nhưng mà họ tích hợp một số phần mềm cũng rất là tốt, rất là hay, rất là ok các bạn, xài rất là tốt nha. Nó cũng thay thế cho cái bộ Hyrun và mình tích hợp luôn cái bộ Hyrun Boot 15 đó. Còn ở đây là cái bộ thêm mình thôi, đây là quay về này hoặc mình hoạt động trên hai cái bản là rù 2 dot và rù 4 dot luôn bạn. Mình dễ chuyển qua thêm 2 đi, mình thêm 2 là đây cái thêm 2 mình giao diện nó đẹp không. Rồi tiếp theo là chương trình công cụ diệt virus các bạn. Thì ở đây công cụ diệt virus thì mình có 4 công cụ diệt virus nha các bạn ha. Cyberkai 2018 ha, Avira, Avira Skill, Bitdefender, đó là 4 công cụ diệt virus khá hiệu quả các bạn ha. Rồi quay về, nó có rất là nhiều thêm mình đặt cài đặt chó đẹp mà. Rồi tiếp theo đó là công cụ Windows VE ha. Windows VE tại do mình chưa có chép cái file ISO của Windows VE vô, do đó nó chưa không hiển thị. Rồi mình quay về đi. Đấy, bữa nào mình chép vô mình cho bạn coi tiếp. Rồi tiếp theo là cài đặt hệ Win 10 ha. Cài đặt hệ điều hành Win 10 thì mình chủ yếu mình từ Win 7 đến 10 thì chủ yếu mình để cái Win 7 ha. Windows 7 với lại Windows 10, Windows 7 32 và Windows 10 32, mình không có xài Windows 8 các bạn. Rồi ok bạn, đó là như đó cái phần mềm mình đó. Giao diện thì bạn cho bạn coi sơ một vài cái giao diện mình, đây là phiên bản nãy giờ bạn coi là bên rù hay đó ha. Đây rù hay đó, nó là giao diện rù hay đó nãy giờ bạn coi rồi. Bây giờ mình sẽ cho bạn coi cái phiên bản mình truy cập bên menu rù 4 dot. Với nãy giờ là bạn coi bên giao diện bên gù 4 dot ha, giờ mình sẽ chuyển bên giao diện gù 2 dot cho bạn coi ha. Đây giao diện chính của gù 2 dot đây bạn, nó cũng y hệt như vậy ha. Đó đẹp không, đó rất là đẹp, nó cũng y hệt những công cụ vậy ha. Đó Vista nó cũng tích hợp y hệt những công cụ vậy. Rồi bây giờ vô admin manager này, đó nó có những cái giao diện khá đẹp, mình cũng ngồi chỉnh cũng mất nhiều thời gian ba cái vụ này ha. Rồi trở về giao diện chính có thêm hai của rù hệ đó, nên giao diện hai
đó, giao diện này coi cũng đẹp ha bạn ha. Đó, giao diện rất là nhiều giao diện mình tích hợp, giao diện tại mình thích cái giao diện mà nó đẹp, khá nhiều giao diện luôn đó, mình tích hợp khá nhiều cái giao diện trong cái Google hay đó, mà Google cũng đó thôi mà mình cũng chịu đầu tư cái thời gian. Rồi đó, tiếp theo cho mình coi giao diện của mình nha. Rồi antivirus software đây cũng là một giao diện đó, Bitdefender này. Đó, giao diện bên Google hay đó các bạn nhớ đẹp hơn các bạn hả, nó có icon, nó có tùm lum hết trơn á. Rồi antivirus rồi đúng không, Windows VE đó, giao diện Windows VE cũng khá đẹp hả, nhưng mà tại mình chưa chép cái file cho nó, cái file nào mình thấy ha. Ở đây được thằng Windows 10 nè, nó Windows 10 64 bit. Khi mà bạn vào cái thằng này này nó tiện hơn hơn là khi mà mình vào Windows VE các bạn. Thằng này khi bạn vào Windows 10 64 này nó tích hợp luôn cái Heron trong đó, nó có rất nhiều công cụ mà sử dụng trong Windows bên đó luôn, mình không cần phải kiếm mà cài thêm ha bạn ha, rất là tiện, này rất là tiện. Nhưng mà nó mới mới ra được phiên bản V1 à. Ok bạn. Rồi ok bạn. Rồi ok, bây giờ mình start máy ha. Ok, đó là những giao diện của mình đó bạn, đó thấy chưa? Đó nè, đó cho con coi lại giao diện của nó đẹp ha, đó, có thơ đối ra ngoài. Diện ba giao diện này khác là giao diện nãy nè. Đời đời sau nếu phải chờ chi kỷ, đâu ngại tóc xanh hóa bạc đầu. Có thơ đàng hoàng, đã. Về cái thằng vô 22 vô hai đó tiếp virus này. Virus thì có giao diện khác không? Quá trời giao diện mình thích hợp rất là nhiều giao diện, mình cũng nói chung là cái Bitbus mình ở mình tổng hợp khá nhiều công cụ tiện ích ha. Thứ nhất là công cụ, tại vì mấy cái chữ này có hai chữ khởi động từ ổ cứng này, mình đang thử cái lệnh thôi, cái đó nó còn ấy thôi mày, này nói chung là mình còn đang hoàn chỉnh nha bạn, tại nó có nhiều cái lệnh do đó mình phải thử lại để như lúc nó bị lỗi chút xíu đó. Chừng sai con lệnh chút xíu là nó bị lỗi nha bạn. Đó mình đang thử hai dòng lệnh này đó. Đó, nói chung là nó đầy đủ, thứ nhất là các công cụ hỗ trợ cho Win nè, sửa chữa Win nè đó, cái bao gồm cái công cụ quản lý nè, công cụ quản lý bạn coi nè, đây công cụ quản lý ha, công cụ sau lưu coi phục ha. Virus nè, Windows Windows BE ha, đó là những công cụ cơ bản ha. Còn những công cụ sử dụng nhanh đó bạn, đây ba công cụ bạn sử dụng nhanh ha. Đa số khi mà sử dụng với Bitbus đó là đầu tiên vô thường là gót, thấy chưa, đúng không? Còn nếu mà trường hợp bạn cứu dữ liệu thì vô Windows BE đúng chưa? Rồi còn mà bạn muốn sửa chữa ổ đĩa bạn vô Heron đó, thường là đa số máy tính thì chỉ yếu như đó thôi, mình đa phần thôi đó, do đó mình để ba cái này đầu tiên cứu hộ nhanh. Còn thứ tám mình vẫn có thể sử dụng cái USB này mình cài cài Win luôn nha bạn. Hôm nay mình chỉ tích mình tích hợp từ Win 7, từ Win 7 tới Win 10, tích hợp Win 8 cũng được, mà mình thấy nó thừa quá, nó thừa thải mà nó nặng quá, do đó mình không có tích hợp Win 8, mình chỉ tích hợp từ Win Win 7, mình thấy Win 7 sử dụng tốt, Win 7 sử dụng khá tốt, giao diện khá tốt. Còn Win 8 với lại 8.1 mình thấy nó cũng giống như Win 10 thôi, nó cũng không khác gì hết. Rồi ok các bạn, hôm nay mình chỉ chia sẻ bạn cái giao diện của cái bộ tích hợp của mình thôi đó, rất nhiều cái công cụ trong đó thôi. Còn dần dần mình sẽ hoàn chỉnh lại, sau đó thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để làm nó như thế nào ha. Rồi ok, chào các bạn coi lại coi. Rồi xong rồi đó, hoàn thành rồi các bạn ha. Rồi xong ok. Rồi bây giờ để coi mình, rồi bây giờ con tắt cái tivi cho ba đi rồi mới lên lầu chơi đi.
Rồi nè, giờ bạn muốn remove cái này ha, bạn click đây nè. Bạn bỏ nó ra, bạn chọn chọn delete, còn remove là mình di chuyển sang ổ đĩa khác ha, bạn delete nó ra khỏi cái address cho email nè ha, bạn delete nha. Rồi cái mục này quan trọng nha. Bạn chọn remove nha. Bạn mà chọn delete là delete luôn cái file của bạn á, nhớ nha. Rồi bạn chọn remove, rồi ok nó sẽ thoát ra ha. Dạ xong rồi đó. Rồi bạn tắt phần mềm đi. Tắt đi, ok bạn. Rồi. Giờ mình sử dụng cái USB này test thử cho bạn coi coi nó chạy không ha. Đó, đây là ổ N nè, USB là ổ N đây coi. Ê đừng phá con nè. Ổ N nè, đó có file dữ liệu ha. À ta. Đó, rồi bạn chỉ cần bấm test USB rồi. Đó. Test thử coi ok không. Ok bạn ha. Đó, giờ xong không? Đó, vậy là thấy là bạn có một cái USB ha, đó, đầy đủ các công cụ đây. Đó, có thể cài win luôn, cài win và vô được win luôn ha. Đó đây là cài win này, đây. 7 8 10 ha, ok bạn. Đó, ok, đó chưa. Rồi đây Windows Mini đây. Đó, rất là nhiều Windows Mini, bạn vô nào bạn vô ha. Đó, quá trời luôn á. Đó, rồi, đây công cụ HDD này quá trời luôn ha. Đó, này công cụ phổ biến thôi. Đó. Đó. Rồi đây, đó là những cụ về, yeah, ok bạn ha. Rồi video hướng dẫn chia sẻ bằng cái cách mà tạo USB boot đây hết ha. Rồi bạn nào mà muốn muốn lấy cái file hay là cái phần mềm thì cứ để comment bên dưới cho mình nha. Rồi ok, chào tất cả các bạn, chúc các bạn làm thành công. Nếu thấy video hữu ích các bạn nhớ like và đăng ký để ủng hộ nhé. If you find the video useful, remember to like and subscribe to support.